Rồi, xin chào mọi người nhé, lên tổng hợp cho mọi người và báo giá cho mọi người về các cái mẫu máy chuyên vít sử dụng chân pin Makita phổ thông. Cơ bản thì nó sẽ có bổ sung thêm hai mẫu King Blue thôi, và cái mẫu DTD173 thì em đã đang hết hàng, tại vì thực ra lấy cũng ít. Đấy, con này thì trước tiên tắt đèn đi cho mọi người có một cái nhìn tổng quan về đèn nhé, sau đó bật đèn sau này, từ sắp xếp từ trái qua phải theo phân khúc giá thành thôi. Đấy, thì mọi người sẽ xem này, từ rẻ này. Đấy, đèn drama cũng tương đối đấy, đèn vòng tròn tương đối đấy. Đấy, ok này, 230 đèn ở dưới này, con này 250 là đèn sáng nhất rồi, lại còn tắt được cơ, 250 cũng là đèn cực kỳ sáng rồi. Đấy, drama max này, amax stone đèn ở dưới, đèn ở dưới, King Blue đèn ở trên, King Blue ở trên. Đấy, thì chung quy lại nếu mà nói về đèn nhé, cái này thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Đấy, ví dụ độ bền thì có thể không nhìn thấy ngay, nhưng mà về đèn thì hai mã của Hoka dòng 250 của nó là đỉnh nhất. Đấy, cái này thì mình cũng có video trên TikTok và cũng rất nhiều lượt xem, hình như 50-60.000 lượt xem ấy. Đấy, thì báo giá nhanh nhanh mọi người, tại vì em làm giải phân khúc cũng khá là rộng rồi. Đấy, thì ví dụ như là rẻ nhất thì con Drama này nó dưới 500 về thân máy, còn cao nhất ở trên kệ này nó là con King Blue, nó khoảng 1450. Đấy, thực ra cao hơn thì cũng có mã của Makita, hàng chính hãng của Việt Nam nữa. Đấy, tức là hàng mà bảo hành đàng hoàng ấy, chứ không phải hàng sách tay. Thì con đấy giá là khoảng 3,8 triệu. Đấy, thì mọi người cứ đi từ trái sang phải thôi. Đấy, cái form này của nó là form 173 của Drama, nó sẽ có hai màu nhá, màu vàng và màu xanh. Đấy, cái form của nó sẽ là bảng mạch 5 tốc. Đấy, trước đây thì nó cũng có rất nhiều dòng 173 của Drama, nhưng mà bảng mạch của nó sẽ bảng mạch là 4 tốc. Đấy, 5 tốc thì nó khác, thứ nhất là về mặt tốc chúng ta nhìn ra ngay này, cái nữa là về cò của nó cũng rất là mượt này. Đấy, cái nữa là cái tính năng. Đấy, ví dụ như là A là mồi gỗ này, B là tự dừng sắt mỏng này. Đấy, cái dòng này thì thực sự là tính năng này nó chưa hoàn chỉnh lắm. Đấy, nó chỉ được cái là vít tự dừng thôi, còn mồi gỗ của nó chưa được hoàn chỉnh lắm. Đấy, con này thì nằm trong diện bên em đang thanh lý, tại vì bên em sẽ tập trung làm những cái dòng flex của Drama thôi. Đấy, thì còn dòng đỏ hay dòng xanh, dòng vàng thì sẽ làm ít dần hơn. Đấy, thì con này giá thân máy trước của nó là 550.000, thì thanh lý con này giá là 408, thân máy không pin sạc, bảo hành là 6 tháng. Đấy, một cái mã tương tự, nhưng mà mã này thì nó sẽ là to hơn. Đây, mọi người có thể nhìn ngay bên cạnh này. Đấy, cái mã này nó sẽ to hơn, nó sẽ dài hơn. Đấy, tuy nhiên đổi lại thì cái tính năng của nó sẽ mượt hơn. Đấy, thì cái mồi gỗ của nó gần như là chính xác 100%. Đấy, vít tự dừng cũng 100%. Đấy, mình chưa nói về độ bền nhé, nói về tính năng, nói về cò thì con này thực sự khá là ổn. Đấy, tầm giá 550 thì khá là ổn. Đấy, con này thì đang hình như đang có chương trình tặng kèm một quả pin màu đỏ của Drama ấy, cái quả pin 5 cell mà rẻ rẻ đấy, trong cái diện làm nốt ấy. Đấy, tại vì em sẽ làm cái mã này chính thôi. Đây, thì giá không đổi nhé, không có giảm giá, mà tặng cho anh em một quả pin này, mua một thân này tặng một quả pin này. Đấy, thế còn dòng mà chính ấy là dòng Drama này. Đấy, con này thì cò nó mượt hơn rất là nhiều. Đấy, đây là mồi gỗ này. Mồi gỗ thì anh em kể cả bấm hết cò thì nó sẽ tua chậm và sau đó nó sẽ dần dần vào tua nhanh. Đấy, con này thì cái mã này trên này gọi là 5175, nhưng mà em hay gọi tắt là mã 17513. Đấy, con này thì giá body của nó là 580.000. Đấy, cò mượt bảng mạch 5 tốc và có hai tính năng, vít tự dừng và mồi gỗ. Đấy, một trong cái mẫu mã mà dưới 600 em đánh giá khá là ổn, có tính năng, có lực và có một chút thương hiệu này, logo của nó khác với dòng kia thì nó dập nổi luôn. Đấy, tại vì dòng Flex này thì hãng sẽ xác định làm lâu dài. Thế còn một số dòng này thì họ vẫn làm tem dán cho nó rẻ thôi. Đấy, tiếp theo thì nó là Hukan CV230 nhá. Đấy, thực ra mẫu thấp hơn 230 là mẫu 173 của Hukan, thì mẫu đó bây giờ ông nào cũng tồn thì còn thôi, chứ còn ví dụ như bên em nhập hết bán hết là giờ hết sạch rồi. Đấy, cái mẫu đó thì nó sẽ tương đương những con Drama này, nhưng mà nó còn kém hơn một chút về mặt cò và tính năng, nó không có tính năng luôn. Đấy, cho nên là em cũng không màn mọt đó, và Hukan cũng đã hết hàng dấu rồi để họ cập nhật lên cái mã mà 5 tốc. Đấy, thì con này giá của nó thân máy là 650. Đấy, cái này thì cũng có tính năng, cò cũng khá là ổn. Đấy, nói chung là tầm giá thì con này và con này nó không chênh nhau nhiều, 650 và 508 chênh nhau chỉ, em nghĩ là chỉ thương hiệu thôi. Đấy, form này thì nó khá là nhỏ, nó giống như con 230 của Deadton ấy. Đấy, cái mã tiếp theo, hai mã này thì cực kỳ là ấn tượng luôn. Đấy, ưu điểm của hai mã này nó là đèn cực kỳ sáng này, và đèn này có thể tắt được này. Đấy, tắt được này. Đấy. Và cái nữa là cái tính năng các cái mốt trên của CV250 này nó cực kỳ êm luôn. Đấy, ví dụ như là tự dừng sắt mỏng này, ví dụ là mồi gỗ, hay là ví dụ giảm lực búa khi vào tải. Đấy, bản thân con Hukan CV250 màu xám này bên em cũng có video test rồi. Đấy, một quả pin binh nhang 5 cell 2A nó bắn được khoảng 600 bit tôn. Thì nếu mà anh chị dùng 4A rồi dùng 6A thì khẳng định luôn là dùng chưa hết pin chúng ta đã mất sức rồi, hết sức rồi.
Đấy, tại vì nó quá là tiết kiệm pin luôn. Hai cái dòng này thì nó ăn dòng pin nó chỉ khoảng 2A khi chạy không tải thôi. Và thậm chí là hai dòng CV250 này nó ăn dòng còn thấp hơn cả những cái dòng đắt tiền hơn nó, ví dụ như là Amax hay là King Blue. Đấy, thậm chí là cả Makita DTD 173. Đấy, mình đang nói là về mức độ ăn dòng là có đo và có cả thực tế nhá. Đấy, thì giá con này là 980.000, tặng cái bình nước cho anh chị màu xám hay màu cà phê thì đều là như vậy. Đấy, ăn dòng pin thấp này, có đèn tắt mở này, đèn sáng này, và cái nữa là cái độ bền của cò nữa, cái độ bền của mạch nữa. Đấy, Kintech cũng đang làm cái mã này này, tại vì cực kỳ chất lượng luôn này. Đấy, Kintech nó là của Kinko đây. Đấy, một mã mà drama mắt. Đấy, đang đâu tự nhiên lòi ra đúng không? Đang từ phân khúc dây rẻ bên kia tự nhiên lòi phát ra thẳng rất là cao. Đấy, con này thì nhìn nó gần như là khuôn một bột với cả Amax, tại vì nó chung nhà máy Meli sản xuất cho Amax. Đấy, con này thì giá 850.000. Thực ra nó không quá nhiều cái để nói, tại vì nếu mà biết về con Drama này thì chúng ta muốn biết về Drama, chúng ta xem con Amax, tại vì cơ bản thì hai form đó nó là một mục đấy. Đấy, cái con này thì nó là chuyên vít của Amax Stone màu đỏ, màu đen thì em đang hết. Thì giá thân máy chưa pin sạc là 990.000. Đấy, con này nổi trội nhất của nó là tính năng RVT. Đấy, cái này nó là hai lò xo phía trước và hai lò xo phía sau. Đấy, nó giảm lực búa khá là nhiều khi mà anh em bắt vít dài, vít gỗ, vít tải nặng ấy. Đấy, thì nó kiểu như nó tác động lên tay thì nó giảm bớt rồi, qua phần lò xo là phần cơ thôi. Đấy, con này thông số thì thực ra thông số tại sao từ nãy giờ em không đọc, bởi vì đọc thông số của máy chuyên vít thì nó chỉ là tham khảo thôi. Đấy, hiểu cơ bản thì cứ máy nào giá thành cao hơn thì lực của nó cao hơn. Đấy, thế còn nó ghi là 180 rồi 230, 250 hay là gì gì đó thì em nghĩ nó chả chuẩn lắm đâu. Đấy, thì con này giá của nó là 990.000, thân của Amax Stone. Đấy, con này bảo hành sẽ là 12 tháng. Đấy, một cái mã nữa đó là chuyên vít của S1 Pro. Đấy, con này thì nó không có tính năng gì. Gần như nó khác tất cả các dòng chuyên này. Tất cả dòng chuyên này từ dòng bên trái rẻ nhất là dòng Drama 550 là có tính năng. Dòng cao nhất là dòng King Blue 1450 cũng có tính năng. Đấy, trong khi con S1 Pro này nó không có tính năng gì. Đấy, cái đó thì nhiều anh em lại bảo tiếc, nhưng mà riêng em nó lại là may. Đấy, may có cái khác để mình còn bán, chứ bây giờ S1 mà nó sợ nhất là thằng S1 nó dính công nghệ vào mạch ấy. Đấy, nói chung là S1 thì nó thiên về độ bền. Đấy, cảm giác cò con này thì thực sự nếu mà nó là xuất sắc thì cũng không quá là xuất sắc. Đấy, nhưng mà được cái là về độ bền ổn định và thương hiệu của Zupai nữa, thì ngày mai thôi là bên em sẽ đưa lên cả hàng Zupai nữa. Đấy, tức là chất lượng sau 1:1 với cả S1. Đấy, body con này thì là 1020, thì còn pin sạc thì mọi người cứ cộng rất nhiều combo để mọi người cộng. Đấy, khoảng 1.480.000 một pin và khoảng 1.950.000 là hai pin. Đấy, nói chung hàng của S1 thì nó thiên về bền, chứ nó không có công nghệ, không có tính năng để lên video trình diễn hay biểu diễn. Đấy, hai mã cuối cùng nó là của King Blue. Thì hai con này nổi trội nhất nhá, đang nói về ưu điểm là nó sử dụng cái bảng mạnh, cái cò của Omron. Đấy, cái này thì em cũng đã có video mở ra rồi. Và cái phần dưới này ấy, nó sẽ khác so với cả mẫu của King Blue. Thứ nhất là bảng mạch của nó không chỉ có mỗi chỉnh tốc thôi. Đấy, mà nó còn có thêm một tính năng. Đấy, ví dụ như là tính năng mồi gỗ, tính năng vít tự dừng, hay tính năng giảm lực búa khi vào tải. Đấy, và một cái phần nữa đó là chỗ này nó là cái phần lò xo. À, nó là cao su chứ không phải lò xo. Đấy, cao su đệm ở xung quanh giữa thân máy và chân pin máy. Thì cái này như hãng người ta nói là sẽ giảm được lực tác động lên phần điểm tiếp xúc pin rất nhiều. Đấy, tức là mục đích là sử dụng lâu dài, thời gian dài thì nó sẽ làm cho quả pin đỡ bị lỏng, đỡ bị hỏng điểm tiếp xúc pin. Cái đó thì thực sự là hãng người ta nói, chứ còn thực tế thì chúng ta phải test đủ thời gian xem là con máy này với con máy không có cái cao su đó nó có thực sự tranh nhau không thì nó mới ra kết quả nhé. Đấy, nhưng mà chung quy lại con này 1380, con này 1450, nó đổi lại là cho cái trải nghiệm cò cực kỳ sướng luôn. Đấy, cực kỳ sướng luôn, tắt đây. Đặc biệt là con này nó thay đổi cho em hoàn toàn cách nhìn về dòng vít và bu lông. Đấy, trước đây em không thích những cái dòng như này đâu, nhưng mà cò được, bu lông được, mọi thứ đều được. Đấy, cò. Đấy, đương nhiên là nếu mà mọi thứ được thì giá nó sẽ không thể rẻ. Đấy, cái đấy là tổng hợp qua cho mọi người nhé. Đấy, mọi người cần tư vấn thì cứ lên hạ số điện thoại trên màn hình hoặc qua các phiên live thì bên em đều có hỗ trợ trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.